Hello anh em nha, chào mừng anh em đến với channel của mình. Rồi. Và hôm nay tôi sẽ đốt pháo hoa cho anh em xem. Đèn đốt thế. Hào đốt thì đốt đi. Ôi lướng kiểu gì mà đen thui chả nhìn gì này. Không phải lửa đâu. Châm đi, châm đi. Châm rồi chạy xa ra. Ra đi. Bằng cái này này, cầm cái lít tay này này, nó lổ luôn. Ôi, xịt thôi. Không, nó bay thẳng lên mà. Ơi, quả này đẹp ơi.